Anh nghĩ là Quốc Trường là hình mẫu lý tưởng của rất là nhiều cô gái. Nhưng mà có lẽ là bọn anh với Quốc Trường ở cạnh nhau lâu quá, tới bây giờ là 10 năm rồi, nên là cái tình cảm đó có lẽ là nó đã trở thành một cái tình bạn, một cái tình tri kỷ, mà có lẽ từ bây giờ đến cái chặng cuối của cuộc đời chúng tôi sẽ không bao giờ thiếu nhau. Còn về tình yêu thì cái này mình sẽ không nói trước được điều gì cả. Cái gì nó đến thì nó sẽ đến thôi. Một cái video gần đây của chị rất là chú ý, đó là của chị là anh Hiếu. Thì có vẻ là bảo anh là người khá thoải mái trong cái việc làm bạn có yêu đúng không? Thật ra bọn cũng không có muốn nhắc về những cái chuyện xung quanh hoặc là chuyện quá khứ quá nhiều. Đối với anh, công việc thì công việc, tình cảm là tình cảm, mọi thứ nó nên rõ ràng. Mà bọn anh ra mắt cái brand đầu tiên của mình như thế này thì mọi người ai cũng muốn support. Và bọn anh nghĩ là ngoài cái chuyện mà mọi người muốn support bọn anh ra, thì với tên tuổi của Quốc Trường hay anh Đàm thì đều là những cái tên tuổi mà có một cái sự bảo chứng cho việc là họ lựa chọn kỹ càng cái sản phẩm mà họ muốn trở thành đại sứ thương hiệu. Và anh Trường cũng như là anh Đàm hay anh Dương Triệu Vũ hay là chị Đinh Hà Uyên Thư đều rất là kỹ càng để test sản phẩm, và khi mà họ cảm thấy họ ưng ý thì họ mới đi cùng với VA Care để mang My Man đến với mọi người. Cùng với Bảo Anh không bảy xe ra mà nói một người mà đã đi cùng với Bảo Anh tính đến đây là được 10 năm, xin mời doanh nhân Quốc Trường. Một người cộng sự nữa của Bảo Anh xin mời lên sân khấu. Người cũng như là các chắc là cho mọi người chia sẻ trước đi Nam. Dạ ok ạ. Dạ đầu tiên thì xin chào tất cả mọi người ở trên đây. Dạ đây là lần đầu tiên em được đúng chung với mọi người cho nên em rất là run. Dạ thì chắc là cho em hỏi anh, dạ cho em xin phép gọi là anh, dạ em hỏi anh Đàm Vĩnh Hưng là anh có cảm nghĩ gì khi hôm nay đến đây cùng với chị Bảo Anh trong cái sự kiện để ra mắt sản phẩm như thế này. Xin chào mọi người, chào tất cả những nghệ sĩ thân yêu, anh chị phóng viên báo đài đã có mặt ở đây. Để có mặt ở đây là một cái sự giằng co mấy ngày nay của cái việc mà đi hay là ở lại. Đang có vấn đề về công việc của Hương. Thế là mới tới trưa nay mới quyết định là sẽ có mặt ở tại đây với Bảo Anh được. Đáng lẽ là cũng sẽ bay đi Mỹ nhưng mà gặp một vài trường hợp nó chưa suôn sẻ nên là ở đây. Tới đây thì mà thấy được một cái sự kiện rất là đông người chào đón cái sản phẩm này, một tín hiệu rất là tốt cho Bảo Anh, và Hương cũng thấy mình hãnh diện lây theo vì là đã góp phần để tạo nên thương hiệu này, sản phẩm này. Và mong rằng là sự yêu thương và sự đồng nhiệt và cái sự bổ vây này nó sẽ luôn luôn ở gần với My Man, ở gần với tất cả những sản phẩm mà VA Care sắp sửa tung ra thị trường, được có nghĩa là được mọi người tín nhiệm và yêu thương và đón chào một cách nồng nhiệt từ trên xuống dưới như vậy. Dạ, cảm ơn anh Hương rất nhiều. Okay. Em với anh Trường thì em muốn hỏi cái gì á là em phải hỏi đúng cái câu đó. Chứ mà em nói có đôi lời là anh sẽ không có biết nói cái gì hết á. Anh có một lời thôi anh một lời chấm than giùm em về cái bạn mình nên mình hiểu lắm. Bảo Anh hiểu anh, Bảo Anh rất là hiểu anh.
dù Trường hoạt động nghệ thuật rất rất là lâu rồi và đứng trên sân khấu cũng rất là nhiều, em không hiểu sao mà cứ mỗi lần gặp đám đông là Trường lại rất là bối rối. Nhiều người lại nghĩ là ủa Trường có diễn không, sao diễn kịch biết bao nhiêu lần trên sân khấu rồi đứng không biết bao nhiêu lần ở trước đám đông, mà Trường mỗi lần Trường gặp đám đông là Trường rất là run. Cho nên em hỏi câu nào, hỏi chốt một câu đó. Chốt đây, em chốt một câu đi. Em chốt một câu là dạ, anh đang cảm thấy như thế nào? Thật ra thì Trường rất là vui, rất là vui và có sự hạnh phúc nữa. Trước tiên Trường xin phép được chào tất cả anh chị nghệ sĩ, các phóng viên báo đài và tất cả các bạn có mặt ngày hôm nay. Ok, mọi người chào anh, ok. Yeah. Trường vui lắm, Trường rất là vui. Bảo anh với Trường thì Trường rất là quý, yêu thương rất là nhiều. Cái sự thành công Bảo Anh và những cái gì mà Bảo Anh đạt được, Trường rất là hạnh phúc, rất là vui. Và đặc biệt là trong kinh doanh, khi mà Bảo Anh muốn kinh doanh thì Trường cũng rất là ủng hộ. Và Trường rất là mong muốn là Bảo Anh cũng sẽ thành công không những là ở nghệ thuật mà còn về kinh doanh nữa. Bởi vì khi mà Bảo Anh mở lời muốn là Trường đại diện cho Bảo Anh thì Trường, thật ra với Bảo Anh thì Trường sẽ không bao giờ từ chối bất cứ điều gì cả. Trường chỉ mong Bảo Anh sẽ luôn hạnh phúc và luôn thành công. Yeah. Cố lên em. Trời ơi, em không biết cái chữ My Man này nó có ý nghĩa gì với anh Trường không? Dạ, không biết chị tạo ra cái sản phẩm này có ý nghĩa gì với anh không? Dạ, em cảm ơn anh Trường rất nhiều. Cảm ơn em. Rồi, dạ thì em xin... Lần đầu tiên mà Trường với Bảo Anh nói chuyện với nhau về sản phẩm thì Bảo Anh có đưa cho Trường xem mẫu mã sản phẩm thì cái ấn tượng đầu tiên là Trường thấy là cái thiết kế của Bảo Anh đó, My Man đó, rất là men. Không, Bảo Anh là phụ nữ nhưng mà cái thiết kế của Bảo Anh nó không biết là có được ai tư vấn hay không, nhưng mà nhìn cái mẫu mã đó thì Trường rất là thích, thật sự rất là sang trọng. Trường khen hoài, Trường nói là em thiết kế gì rất là sang trọng, không có cần phải cầu kỳ, không có cần phải nhiều màu, chỉ cần trắng và đen. Và cái cách thiết kế này thật sự là rất là ấn tượng với anh. Bản thân anh là một người cũng khá là khó tính khi chọn những cái mẫu mã, tại vì mình chưa có thử. Trước tiên á, mình muốn mua một sản phẩm nào đó, trước tiên là phải bắt mắt trước, thứ hai là thương hiệu, thứ ba sau đó là mình phải trải nghiệm và mình mới biết được là sản phẩm nó tốt hay không. Thì đầu tiên là thật sự mặc khi mình cầm cái chai này lên thì Trường cảm thấy rất là tự tin đến được với khách hàng. Và điều thứ hai là Trường hợp tác với Bảo Anh vì Trường với Bảo Anh đã biết nhau rất là lâu và mình quá thừa biết của anh rồi. Cô này tính cái tính cách cô này như thế nào mình hiểu. Bảo Anh làm cái gì cũng rất là chỉnh chu, rất là cầu kỳ và đòi hỏi chất lượng rất rất là cao. Trong sản phẩm của anh cũng vậy, cách Bảo Anh nói chuyện, cách Bảo Anh tiếp xúc mọi người trong xã hội, Trường cảm nhận được Bảo Anh khi mà làm cái gì đó thì rất là chắc chắn. Và giống như anh Hưng hồi nãy nói là Trường cũng giao hết tất cả mọi thứ cho Bảo Anh, và Trường tin tưởng anh làm cái gì đó cũng đều thành công. Và hy vọng là khán giả cũng giống như Trường ủng hộ Bảo Anh. Cảm ơn em, cảm ơn mọi người.